ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban thăm ta. Và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó, hồn thân trí lương đây, muốn điều đẹp quý thầy thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, anh tâm con cầu xin ngài vui dũng con đường sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mao chiều ngài ban. Hôm nay con dâng ngài, tôi dâng tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương ngài, hiện giờ ngài tất sanh có, vẫn xin linh hồn tràn luôn hallelujah. Gian Chúa ban thăm ta. Và không lâu rồi Vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó, hồn thân trí lương đây, muốn điều đẹp quý hãy thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây, rồi qua mất cơ hội xa, anh tâm con cầu xin ngài vui dũng con đường sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn. Thiên đàng mừng đón mao chiều ngài ban. Hôm nay con dâng ngài, tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương ngài, hiến dâng ngài tất sanh con, khấn xin linh lưng tràn luôn hallelujah. Hôm nay con dâng ngài, tôi dâng tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương ngài, hiến dâng ngài tân sanh con, khấn xin linh lương tràn luôn hallelujah. Khấn xin linh lương tràn luôn hallelujah. Khấn xin linh lương tràn luôn hallelujah.